Các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách để lấy mắt ghép trên cây sầu riêng. Thì ghép nghĩa là người ta ghép cái mắt trên cây sầu riêng thuần chủng, có hiệu quả kinh tế cao, lên trên cái gốc của cây được ươm từ hạt. Bởi vì cây ươm từ hạt thì nó ra nó sẽ do chất lượng không ổn định, và chất lượng trái người ta cũng không biết như thế nào. Do đó người ta phải ghép mắt của cây sầu riêng chất lượng cao. Thường thì hiện tại ở Việt Nam là giống Mon Thon và giống Ri Sáo, ghép lên trên cái gốc ươm hạt, và người ta cho phát triển từ cái chồi ghép đó lên trên, lên thành cây, thì nó sẽ tạo thành một cây sầu riêng con có đặc điểm giống như cây sầu riêng bố mẹ cái lúc mà ta lấy mắt ghép. Và hiện tại ở đây là cây sầu riêng Ri Sáo. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn lấy cái mắt ghép trên cây sầu riêng này, bởi vì nhiều người không biết lấy mắt ghép như thế nào. Thì thoạt nhìn qua cây sầu riêng này, ta cứ nghĩ là lấy mắt ghép thì sẽ lấy trên những cái cành nằm ở phía ngoài đuôi cành mà có nhiều ánh nắng ở đây. Nhưng mà sự thật là không phải. Như ta nhìn qua một cây sầu riêng thì ta thấy nó sẽ có hai phần lá. Một cái phần lá phía ngoài có nhiều ánh nắng, và một cái phần lá phía trong thân là nằm phía trong cành. Thì ta chọn để lấy mắt ghép là chọn những cái phần lá phía trong khuất nắng. Đây, đây là những cái lá khuất nắng nè. Đó, các bạn nhìn rõ nha. Những cái lá khuất nắng nó nằm gần cái chỗ ra bông đó. Ở đây. Và tôi sẽ chọn những cành này. Và bây giờ tôi sẽ chọn cành để lấy nè, các bạn xem. Đây là thân cây. Và đây là những cái cành. Đó, nhìn từ trong thân ra, đây là những cái lá đầu tiên. Những lá này nó khuất ánh nắng. Và những cái lá phía ngoài thì nó hướng ra ánh mặt trời. Và tôi sẽ chọn cắt những cành khuất ánh nắng và những cành đầu tiên từ phía trong gốc đi ra để làm mắt ghép. Và bây giờ tôi lấy được cành này. Và cành này nó nằm ở đây. Thường thì cắt bằng kéo, nhưng mà hôm nay do tôi không có kéo ở đây nên tôi bẻ bằng tay rồi. Đó, đây là cái cành để lấy mắt ghép, hoặc là gọi là chồi ghép. Và các bạn nhìn xem, ở những vị trí cành lá này nó có những cái hột gạo này. Đây nè, ngay tay tôi nó những có những cái mắt nhỏ này, thì đây là mắt, hay người ta còn gọi là hạt gạo. Là nó sẽ phát triển thành cây từ những cái vị trí này. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn một cành nữa cho các bạn xem. Đây là một cái cành phía trong gốc dẫn dài ra. Đó, dài ra phía ngoài luôn. Và bây giờ tôi lấy chồi ghép thì tôi sẽ lấy từ những cái cành khuất ánh nắng và nằm ở phía trong này. Đó, ngay tay của tôi đây. Và những cái cành này nó nằm ở gần vị trí bông. Nó giống như ở đây. Đây là vị trí bông nè. Ngay tay tôi đó là vị trí sẽ ra bông. Nó đang tưởng tượng thành một cái hình nhỏ nhỏ để nó ra bông đấy. Và tôi lấy cái cành này. Bây giờ không có kéo thì tôi cắt bằng tay. Đó, đây. Và đây là những cái chồi ghép hay là mắt ghép mà người ta sẽ ghép trên gốc ươm từ hạt. Đó, quá trình lấy mắt ghép chỉ đơn giản như thế thôi. Cảm ơn các bạn.